vừa rồi con có đọc một bài viết nói về việc đọc những loại sách kinh khác nhau cơ thể sẽ tạo ra từ trường và năng lượng khác nhau không biết tin này có phải mê tín hay không có đúng với chánh pháp phật dạy hay không à... tóm tắt hả tóm tắt Uh, tức là ở anh này có một anh ấy ảnh ảnh uh, gặp một cái người bạn cũ bây giờ làm quan ở dưới âm phủ và cái người này nói uh, là khi mà mình đọc mấy cái sách uh, của thánh hiền như là luận ngữ khổng tử uh, ly tao đó đấy uh, thì có cái ánh sáng chói sáng uh. Uh, phát ra từ năm khiếu của người đó rực à, rỡ Đây. Uh, kinh khủng lắm ha kinh khủng rồi uh, thần ma mới mới thấy được chỉ có hùng ma và những vị thần mới thấy được còn uh, khi mà đọc những cái quyển sách để giải trí uh, thì nó uh, nó biến thành cái khối đen bao trùm ngôi nhà uh, rồi những vị này hỏi là có đúng như vậy hay không thì nó như thế này đầu tiên quý vị cũng biết đây là một câu chuyện nhằm tân bóc cái cái đạo khổng của người ta thì người ta muốn tân như thế nào thì đó là chuyện của người ta còn nếu như mà mình xét thì chánh pháp ấy thì nó như thế này khi mà một vị muốn luyện tha tâm thông thì đầu tiên vị đó phải chứng thiên nhãn thông. Bởi vì sao? Bởi vì khi có thiên nhãn thông ấy thì vị này có thể thấy được ánh sáng của mỗi chúng sanh. Tức là mỗi chúng sanh nó có một cái ánh sáng À, và bây giờ thì khoa học họ, khi họ nghiên cứu thì họ vẫn thấy đúng là mỗi một mỗi một người ấy, thì họ có cái có cái ánh sáng họ có phát sáng chẳng qua là cái cái phát sáng của cái người bình thường ấy, thì chỉ có những cái thiết bị khoa học mới thấy được thôi chứ còn mắt thường mình không có thấy được thì đối với những vị mà chứng thiên nhãn thông thì các vị đó có thể thấy được cái màu sắc này và theo đó, đó những người mà tâm của họ chìm trong dục nha, chìm trong dục ví dụ à, hoặc là chìm trong cái lòng sân hận thì cái màu sắc của cơ thể họ cánh sáng nó sẽ khác. Còn cái người ấy mà họ tâm của họ đang chìm trong các thiện pháp, cái màu sắc của họ nó sẽ khác. Và đối với những vị mà hành thiền À, thì cái màu sắc của họ sẽ khác và à, chính bởi vì như vậy à, sư không phủ nhận cái chuyện là mỗi một chúng sanh thì có một cái quần gọi là cái quần ánh sáng riêng à, thì sư không phủ nhận cái chuyện đó nhưng mà nếu nói cái chuyện mà mình đọc những cái sách mà đạo đức ấy, những sách đạo đức mà ánh sáng nó rực rỡ thì chuyện đó không có chuyện nó không có bởi vì chỉ có những vị chứng thiền và phóng quan thì các vị đó mới làm được chuyện đó ví dụ như Đức Thế Tôn trong những việc đặc biệt thì ngài cũng có phóng hào quang chuyện đó có à, nhưng mà đó là cái mình gọi là cái đặc quyền và cái khả năng đặc biệt của những vị chứng thiền À, đương nhiên là những cái những vị trời thì sẽ không tính nha những vị trời thì sẽ không tính sẽ đang nói loài người ấy. thì đó là đặc quyền của những vị chứng thiền chứ còn cái kiểu đọc ba cái đạo đức mà mình tôi nói giỏi lắm giỏi lắm thì cái ánh sáng của mình nó sẽ tốt hơn nó sẽ khác hơn cái người mà họ đang hưởng dục hoặc là họ đang đọc những tác phẩm mà giải trí hưởng dục thì cái màu sắc họ nó sẽ khác nhưng mà cái khác đó nó chỉ khác chút đỉnh thôi chứ không có đến cái mức gọi là kinh khủng như vậy đâu ừ. hơn nữa thêm một cái mở ngoặt nữa là ba cái vụ mà cái chức uh, uh, quan âm phủ đó cũng không có thật đâu ha